Vũ Bông Hồng, đại ca giang hồ lì đòn có số, nhất định không khai khi bị hỏi cung. Khác với những tay giang hồ có tiếng, Vũ Bông Hồng khi bị bắt giữ tỏ ra khá lì lợm và bất hợp tác với công an, dù cho đàn em của y khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 11 tháng 1, Cục Cảnh sát Hình sự C02, Bộ Công an đang tạm giữ Lâm Thanh Vũ, Vũ Bông Hồng, cùng hàng chục đàn em của Vũ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Vũ Bông Hồng bất hợp tác với công an. Tại cơ quan công an, Vũ Bông Hồng tỏ ra khá lì lợm không chịu khai báo bất cứ điều gì về băng nhóm giang hồ do mình cầm đầu, thậm chí khi Vũ được điều tra viên hỏi bách quật của cái thiết bị như điện thoại di động, máy tính tài sản thì Vũ Bông Hồng không chịu nói. Riêng cái đàn em của Vũ Bông Hồng thì khai báo và hé lộ về đường dây do Vũ cầm đầu chuyên cho tổ chức cờ bạc cho vay nặng lãi, bảo kê. Đám đàn em khai nhận được Vũ Bông Hồng giao cho nhiều tài khoản cá độ để dụ các con bạc ở nhiều tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Kiên Giang để tham gia cá độ trên các trang như bong88.com, agl.30k30k.net. Những tài khoản này quy đổi tiền ra điểm để ăn thua trên các trang mạng. Qua điều tra, công an xác định mỗi địa phương Vũ Bông Hồng giao cho một đàn em nắm giữ cái tài khoản cá cược. Đối với thành phố Hồ Chí Minh thì Vũ cùng một số đàn em thân trực tiếp điều hành. Đường dây cờ bạc của Vũ Bông Hồng giao dịch ăn thua số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ngoài tổ chức cờ bạc, Vũ Bông Hồng cùng đám đàn em còn hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Băng nhóm của Vũ Bông Hồng hoạt động 3 trong một gồm tổ chức cờ bạc cho vay nặng lãi, xã hội đen, đòi nợ. Đối với việc cho vay nặng lãi, Vũ Bông Hồng chia thành nhiều cấp để cho đàn em quản lý. Quá trình điều tra, đại bản doanh của Vũ Bông Hồng có trụ sở tại quận 9 và thường xuyên có hàng chục tay giang hồ số má túc trực. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, băng nhóm này hoạt động trên nhiều tỉnh thành, tổ chức chuyên nghiệp, trinh sát phải mất nhiều thời gian theo dõi mới phá được án. Vây bắt băng cho vay nặng lãi khi vừa xuống tầng sừng nhất. Trước đó, qua thời gian dài điều tra, trinh sát phòng 4 C02 Bộ Công an đã phát hiện băng nhóm giang hồ do Vũ Bông Hồng cầm đầu hoạt động ở quận Thủ Đức, quận 9, có dấu hiệu tổ chức đánh bạc cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê nên đeo bám và củng cố hồ sơ. Chiều ngày 8 tháng 1, Vũ Bông Hồng cùng nhóm đàn em cộm cán có chuyến đi Phú Quốc tỉnh Kiên Giang để thu tiền và gặp mặt đàn em ăn chơi. Sau đó nhóm này đáp máy bay về sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Khi vừa xuống sân bay, Vũ cùng đàn em bị trinh sát công an ập vào khống chế. Cùng ngày nhiều tổ trinh sát đã ập vào 14 điểm khác nhau ở các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ nhiều đối tượng đàn em của Vũ Bông Hồng. Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của băng nhóm trên, cùng 3 ô tô và gần 800 triệu đồng. Bước đầu bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam đối với Vũ Bông Hồng và bốn đàn em để điều tra xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự thêm gần chục đối tượng khác để tiếp tục mở rộng điều tra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Như đã thông tin, ngày 10 tháng 1, nguồn tin từ Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an đã cho biết vừa triệt phá bắt giữ thành công nhóm giang hồ Vũ Bông Hồng do Lâm Thanh Vũ cầm đầu cùng hàng chục đàn em chuyên tổ chức cờ bạc cho vay nặng lãi bảo kê ở thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh thành khác. Theo đó, sau thời gian dài điều tra, trinh sát Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện băng nhóm giang hồ do Vũ Bông Hồng cầm đầu hoạt động ở quận Thủ Đức, quận 9 với hành vi tổ chức đánh bạc cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê thế giới ngầm kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm chùm xã hội đen mafia hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào